Chân Như kính chào quý vị với bản tin truyền hình sáng thứ Tư ngày 9 tháng 7 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do. Sau đây là phần tin. Trước hết là tin Campuchia. Thưa quý vị, Campuchia cho hay hàng trăm sư sãi Khmer Krom, học sinh và sinh viên Campuchia hôm thứ Ba đã bị cảnh sát Phnom Penh tấn công khi họ tuần hành đến Đại sứ quán Việt Nam để đòi hỏi sứ quán có lời xin lỗi. Nhưng đã không có nhân viên nào của tòa đại sứ xuất hiện và Đại sứ quán Việt Nam cũng từ chối xin lỗi. Hồi tháng 6 vừa rồi, một phát ngôn nhân Việt Nam nói với AFP rằng người Khmer Krom là thuộc về Việt Nam, trước thời thuộc địa Pháp. Lời nhận xét đã khiến cho người Khmer Krom nổi giận và đòi hỏi một lời xin lỗi từ phía đại sứ quán. Lực lượng cảnh sát dẹp biểu tình đã tấn công và giải tán đám đông. Những người biểu tình cũng đã ném đá trở lại trước khi họ rời khỏi khu vực Đại sứ quán Việt Nam. Trong cuộc đụng độ với cảnh sát, một số người bị gậy điện tử của cảnh sát gây thương tích. Những người biểu tình nói rằng đây không phải là vấn đề chính trị mà mục đích là đòi lại thanh thế của người Khmer Krom. Thưa quý vị, Trung Quốc điều máy bay dạng trinh sát điện tử ra khu vực giàn khoan, đồng thời cũng điều thêm tàu dịch vụ nghề cá để hỗ trợ cho tàu cá của họ ngăn chặn tàu Việt Nam. Thông tin từ Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Trung Quốc duy trì khoảng 106 tàu các loại tham gia bảo vệ giàn khoan HD 981, gồm 46 tàu hải cảnh, 5 tàu quân sự, còn lại là tàu vận tải, tàu kéo, tàu cá các loại. Hôm qua, lực lượng kiểm ngư phát hiện một máy bay trinh sát điện tử từ hướng Đông Bắc bay 4 vòng trên khu vực đội tàu Việt Nam hoạt động ở độ cao 200 đến 300 m, sau đó rời khu vực theo hướng Tây Bắc. Trên khu vực tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt thủy sản, tàu của Trung Quốc vẫn thường xuyên bám sát ngăn chặn, ép hướng các tàu cá, không cho tiến gần khu vực giàn khoan. Thưa quý vị, Trung Quốc sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn những nhà báo tiết lộ thông tin bí mật của nhà nước. Diễn biến mới này được cho là hành động bịt miệng những tiếng nói chỉ trích chính quyền trên cả báo viết lẫn báo mạng. Bản tin Reuters trích nguồn từ Cơ quan Quản lý Truyền thông và Báo đài Trung Quốc cho biết các cơ quan truyền thông phải giám sát gắt gao những tài liệu mà giới phóng viên thu thập có liên quan đến các bí mật quốc gia và bí mật thương mại và cả những thông tin chưa được công bố. Đồng thời, các tổ chức truyền thông cũng bắt buộc nhân viên phải ký cam kết không tiết lộ các bí mật. Nhân viên của các hãng truyền thông không được phép lưu trữ, sao chép cũng như không được tiết lộ tin tức bí mật qua các blog cá nhân hay qua các tài khoản trang mạng xã hội. Nhà báo cũng bị cấm cung cấp tin tức cho các hãng tin nước ngoài. Hồi năm ngoái, Trung Quốc cũng đã áp dụng nhiều biện pháp chặt chẽ để kiểm soát các lời đồn đại trên Internet, thường nhắm vào Đảng Cộng sản. Và sau cùng, thưa quý vị, tiếp nối Hồng Kông, các nhà hoạt động tại Macau thông báo sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trực tuyến phi chính thức về các kế hoạch cải cách dân chủ. Đây được đánh giá là một thách thức mới đối với chính phủ Bắc Kinh sau một cuộc bầu cử tương tự mới diễn ra tại Hồng Kông thu hút được 800.000 đầu phiếu. Macau là thuộc địa trước đây của Bồ Đào Nha, được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1999. Macau có hệ thống luật pháp tách rời khỏi Trung Quốc đại lục. Cũng giống như Hồng Kông, người lãnh đạo Macau được biết đến là trưởng đặc khu hành chính và cũng do một ủy ban thân Trung Quốc bầu ra. AFP đưa tin 3 nhóm dân sự tại Macau đã hợp sức để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý như vừa nói, dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 24 đến 30 tháng 8, đúng một ngày trước khi người lãnh đạo mới của Macau chính thức được đề cử vào ngày 31 tháng 8. Theo lời của một người tổ chức nói với hãng tin AP thì mục đích của họ là hy vọng lần trưng cầu dân ý lần này sẽ tạo ra một nền tảng để người dân Macau có thể đấu tranh giành lấy dân chủ trong tương lai. Với dân số Macau khoảng 550.000 người, những người tổ chức hy vọng sẽ có được ít nhất là 10.000 người tham dự cả trên mạng lẫn tại các điểm bầu cử. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình sáng thứ Tư của Đài Á Châu Tự Do. Chân Như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin sáng mai.